Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ bức tranh quả sung để gửi tặng các bạn. Và các bạn xem video này thấy hay thì hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ in quả sung của mình ở đây thì mình đã có sản phẩm mẫu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu in. Mình sẽ điều chỉnh khắc họa và chung. Bây giờ mình sẽ dùng bút in đậm của mình để in đậm quả sung cho sản phẩm của mình thêm phần đẹp mắt, sinh động hơn. Bây giờ thì chúng ta cũng bắt đầu in. Đùa đấy à. Mình sẽ thêm một chi tiết cho quả sung của mình. Mình sẽ đứt cành ở đây. Mình sẽ vẽ một chút lá.
Như vậy là bức tranh quả sung của mình đã xong. Nếu các bạn thấy hay và đẹp hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để mình có thêm động lực để ra nhiều thêm video mới. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.